Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 tháng Giêng, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hàng trăm công nhân ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tập trung trước công ty không chịu vào làm việc để phản đối chủ doanh nghiệp. Sự việc diễn ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn KVA Công nhân tập trung đông người là để yêu cầu chủ doanh nghiệp làm rõ nội dung trong thông báo thưởng Tết. Cụ thể, trước Tết, công nhân chỉ nhận được 1 phần 2 tháng lương thứ 13 và công ty thông báo qua Tết sẽ thưởng tiếp phần còn lại. Tuy nhiên, ngày đi làm đầu tiên mùng 6 Tết, công nhân bất ngờ nhận thông báo của công ty về việc không giải quyết tiền thưởng vào tháng 13 lần 2 đối với người lao động không đi làm đầy đủ, đi trễ, về sớm, nghỉ việc, vi phạm từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 với lý do tiền thưởng là do công ty khuyến khích người lao động quay lại làm việc thông báo nêu. Thấy vô lý trước thông báo trên nên công nhân đã tập trung trước khuôn viên công ty để yêu cầu chủ doanh nghiệp làm rõ. Sau đó lực lượng công an cũng có mặt để bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Đến chiều tối khi người lao động vẫn không chịu vào làm việc, công ty tiếp tục ra thông báo giải thích lý do doanh nghiệp gặp khó khăn, hàng hóa không xuất đi được, tiến độ sản xuất của công ty chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiền hàng chưa thu về được rất mong người lao động thông cảm và chia sẻ. Tuy nhiên, công nhân vẫn không chấp nhận lý do trên nên đến hôm nay, 16 tháng 2, họ vẫn không chịu vào làm việc và tiếp tục tập trung đông người trước công ty. Một lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết sự việc xảy ra ở công ty trách nhiệm hữu hạn KVA có khoảng 500 lao động tại chi nhánh nhà máy 2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, vụ việc xuất phát từ việc công ty trả thưởng Tết chưa đầy đủ, Trước Tết công ty trả thưởng bằng 50% tháng lương và có hứa sau Tết sẽ trả tiếp 50% tháng lương còn lại. Sáng 15 tháng 2, công ty tổ chức cho công nhân làm việc đầu năm, đến 13 giờ cùng ngày, công ty ra thông báo chi trả thưởng 50% tháng lương còn lại vào ngày 10 tháng 3 cùng kỳ trả lương tháng 2 năm 2024 của công ty. Việc này dẫn đến khoảng 350 trên 500 công nhân ở nhà máy 2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên không chấp nhận và yêu cầu công ty phải trả thưởng đủ 50% tháng lương vào ngày 26 tháng 2. Phía người sử dụng lao động không đồng ý với yêu cầu của người lao động. Sau khi nắm thông tin vụ việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn V-ship phối hợp các ngành chức năng thành phố Tân Uyên đến hòa giải, giải quyết tranh chấp. Tại buổi làm việc, công ty có điều chỉnh một số nội dung thông báo nhưng vẫn giữ nguyên thời gian trả nốt tiền thưởng Tết là ngày 10 tháng 3. 350 công nhân không đồng thuận và đã ra về. Công đoàn v -Ship và các ngành chức năng tiếp tục theo dõi, xử lý vụ việc. Ngày 16 tháng 2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc châu tấn công khiến nhiều người thương vong. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 15 tháng 2, trong lúc đang đi bộ trên đường thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, cụ bà 80 tuổi tên D bất ngờ bị một con trâu đực lao đến tấn công. Chủ trâu và người dân chạy đến xua đuổi liền bị trâu húc bị thương. Vụ việc khiến cụ bà tử vong tại chỗ, hai người nhập viện cấp cứu. Sau khi tấn công nhiều người, con trâu chạy vào vườn nhà dân. Lực lượng chức năng sau đó đã phải sử dụng súng để bắn hạ con trâu. Con trâu này do ông Quy, chú thôn 6 Tuy Lộc, xã Lộc Thủy mua về từ một xã miền núi cách đây ít ngày. Do bị đứt dây buộc, con trâu đã lao ra đường và gây ra sự việc kể trên. Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ trâu húc người dẫn đến thương vong. Mới đây nhất là sự việc xảy ra tại Quảng Trị tháng 12 năm 2023. Trong lúc đi vào rừng tìm trâu, bò thả rông, hai người dân đã bị một con trâu tấn công khiến một người tử vong. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã xảy ra vụ việc trâu húc chết chủ, Cụ thể, trong lúc ra ruộng kiểm tra tình hình trâu vào ban đêm, một người đàn ông đã bị con trâu nhà nặng 200kg húc dẫn đến tử vong. Tại Thanh Hóa, vào tháng 9 năm 2023, một người đàn ông đang trên đường đi làm về thì bị trâu húc dẫn đến chấn thương tim phổi, gãy nát xương vùng ngực. Tương tự tại Hà Giang, một bé trai 2 tuổi khi theo mẹ đi chăn trâu cũng bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Một vụ việc khác xảy ra tháng 2 năm 2023, một người phụ nữ trẻ đang đi xe máy trên đường D thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội bị trâu điên tấn công dẫn đến vỡ gan. Trâu húc là tai nạn thường gặp ở nông thôn, gây không ít trường hợp chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Do đó, để bảo vệ an toàn, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tránh đến gần đàn trâu bò để cho ăn, chăm sóc khi đang chăn thả cần cẩn thận, tránh tai nạn đáng tiếc. Nếu không may bị châu húc, dù là vết thương nhỏ, nạn nhân cũng cần được nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác các chấn thương và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc ra soát tình trạng chăn ra súc thả rông mà chưa có kiểm soát ở nhiều địa phương. Đặc biệt là tình trạng châu bò thả rông tham gia giao thông cùng người dân và các phương tiện trên các tuyến phố, khu đường đê và các khu đô thị mới. Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261-700 đường cao tốc nội bài Lào Cai khiến 4 người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 14 tháng 2, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24C089XX của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà sạch Lào Cai do tài xế Nghiêm VB, 33 tuổi, trú tại tổ 6 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai điều khiển hướng Lào Cai, Hà Nội, đã xảy ra va chạm với hai xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến NVH, 13 tuổi, trú tại tổ 11, thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. TAM, 17 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát. DTA, 18 tuổi, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Và PKN, 15 tuổi, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, đi trên hai xe máy, tử vong tại chỗ. Camera hành trình ghi lại vụ việc cho thấy bốn thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường cao tốc với tốc độ cao. Liên quan đến vấn đề trách nhiệm của những người tham gia giao thông trong vụ tai nạn trên, theo ý kiến của tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới, nghiêm cấm xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc. Việc xe máy đi vào đường cao tốc theo cách đi ngược chiều thì không khác nào hành động tự sát. Vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc nội bài Lào Cai được coi là vụ việc nghiêm trọng. Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt làm rõ yếu tố lỗi của những người điều khiển xe máy và ô tô nếu có. Trước tiên, đối với hai người chạy xe máy ngược chiều trên đường cao tốc, theo luật sư Đặng Văn Cường, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi này mà chưa gây ra vụ tai nạn nào thì cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại Điều 6, Nghị định 100 năm 2019 NDCP. Cụ thể tại điểm B khoản 6, điều 6 quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc đi vào đường cao tốc, mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc đau lòng vừa xảy ra, cả 4 người trên xe máy đều đã tử vong nên sẽ không đặt ra vấn đề trách nhiệm hình sự đối với hai người điều khiển xe máy này. Trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc dẫn đến tai nạn giao thông chết người mà người điều khiển phương tiện còn sống thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Đối với người điều khiển xe ô tô, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ về khả năng quan sát, làm chủ tốc độ của tài xế. Trong clip ghi lại vụ việc, xe máy đi ngược chiều từ khúc cua nên ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người điều khiển ô tô. Chính vì vậy, khó có thể bắt lỗi quan sát đối với tài xế ô tô trong tình huống này. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ tốc độ của ô tô để xác định xe này có đi quá tốc độ cho phép 100 km/h hay không. Qua clip cho thấy có tới 3 xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, hoàn toàn có thể gây tai nạn giao thông bất kỳ lúc nào đối với các phương tiện trên đường cao tốc. Bởi vậy nếu tai nạn xảy ra thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người điều khiển xe máy trên đường cao tốc là điều khó tránh nếu người điều khiển phương tiện còn sống và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người điều khiển xe máy gây tai nạn còn sống nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự sẽ xem xét trách nhiệm pháp lý của người đã giao phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh